Nhất cái răng quá đẹp mà tại sao giá chỉ có 400 ngàn. Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bắt đầu cho dòng nội địa Nhật ha. Khách nhà em tìm hai con Mitsubishi, tìm được con quá đẹp luôn, rồi cuối cùng giá quá rẻ luôn, lý do là bị lỗi ha, còn đang bị lỗi. Con này 2018 luôn, mới ghê chứ, đẹp cực kỳ đẹp mà bị lỗi rồi. Bởi cái số đồ bán đồ tốt đồ đẹp bán được, ngộ với đồ cũ nhưng bán ít bị lỗi, còn mấy con mới mới bị lỗi hoài luôn. 2018 luôn ha, đẹp ken sao bén luôn, còn pin smart luôn, 3 giờ mười mấy phút luôn nè, gòn chỉ đồ đẹp quá sao bà sao, son quá trời luôn. Đích khu độ ok hết ha, dây này cái sợi dây thôi là đủ đủ đẹp rồi nè. Con này là cam kết là máy móc nguyên zin ha, em có tháo ra vệ sinh lau chùi rồi, ngoài ra không có biết làm gì nữa hết ha. Nó lỗi là lỗi gì nè, ghim điện hiện giờ đang có điện nè quý khách thấy không đó, nó vậy đó, không biết bị cái gì mà nó không báo UEH cái gì không biết, mở nắp ra cũng vậy đó. Bỏ son ra nó cũng vậy, mở nắp ra nó cũng báo cũng vậy, không biết lý do sao ha. Mấy anh thợ chắc rành, hay là anh nào xài bên dòng Mitsubishi quen hay biết hay sao, tiếc gì đâu á. Giờ chỉnh cái chức năng khác nó cũng bị nữa, đó làm chức năng nào cũng bị. Nó chạy cái quạt vẫn quay nghe, quạt hụ hụ quay mà nó gì đó, đẹp quá sao quá sao đẹp ha. Thôi tiếc tiếc nuối làm chi ha, nút bấm thì ok hết rồi. Cái bệnh này là con này bệnh sao em cũng không gạnh, nó giảm tắt điện nè, nó mắc mũi tên nè, nó có điện ha, nó bật điện lên nè, nó gạo trắng nè, mặc định nè. Rồi thôi, bỏ tay chấm cơm nha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua, dùng, xài, sửa hay là gì đó thì liên hệ em ha. Qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger. Qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.